Rồi mình xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình nha. Trước hết thì cả nhà cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Hôm nay nhà mình có ba gia đình hội tụ cho vui đó cả nhà ha. Thì có gia đình Xuân Quỳnh và gia đình của cột kèo của mình, nhưng mà nói gia đình nhưng mà thật sự ra giờ mới thấy có một người thôi. Thứ bảy nữa cũng đồng thời là có mẹ nuôi của các bé gửi tặng cho các bé mấy con vịt quay và cho gia đình mình cũng vịt quay luôn. Đây thì vịt quay đây cả nhà ha, và ở nhà mình làm thêm một cái thau cái gì chân gà xả tắc. Cái này là chân gà xả tắc nha cả nhà. Thì có người biết chắc biết làm, có người không biết làm, không biết ăn, có người không biết ăn quá. Đó, và chân gà sẽ tắt là dày. Vịt quay và cho các bé nhà mình cũng ăn vịt quay luôn. Rồi chúng mình mời cả nhà dùng vịt quay nha. Dạ mời cả nhà ha. Dạ, rồi mình mời. Rồi mình mời cả nhà ha, mình mời cả nhà ăn vịt quay chung vui vô cùng với gia đình mình ha. Xin mời cả nhà. Lâu lắm rồi cả nhà, không có khi nào mà ngồi ăn quay lại chung vui với cả nhà. Hôm nay nói chung là cũng vui, vui nhà có tiệc. Xuân Quỳnh rồi lên đi cột chèo mình xuống cái nhà ha, rồi lâu lâu rồi mấy anh em mới hội tụ lại một bữa. Có nước chưa? Bữa giờ là cả nhà mình thấy không, rất là lâu, mấy tháng rồi đó mình không có quay mấy cảnh này lên. Rồi vậy mình xin mời cả nhà mình nha. Mời mẹ ăn cơm, mời xem cơm. Ăn cơm. Con chấm này không? Hay con đánh cơm, ăn cơm không? Ăn gì? Em ăn gì? Còn hai đứa nhỏ nữa, cái út mình với lại gái lớn của Sơn Bình thì nó đi mua thêm đồ ăn kiểu như mấy cái món mà tụi nó yêu thích đó cả nhà. Ủa chết rồi, chấm lộn rồi, nói chuyện cả nhà mình chấm lộn mà dịch quay đi chấm chao. Không phải chao, muốn chấm chao đó. Được, chấm chao đó. Hầu quà này hết. Mình mời cả nhà ha. Ngon lắm đấy nha, quay nó quen. Thấy lúa hết tiền rồi nghe nói. Quay nó mềm, nó béo béo ngon. Con chấm chấm chấm. Ngon, chị quay đấy. Gì con? Ha, ngon ha. Quay ngon ghê. Con chấm 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 Cần Phong đi mua, không chờ giờ mà chưa tới chỗ đó nữa. Trời, nãy giờ 7 ngày còn không kém bên đây mà. Cần Phong, không biết luôn. Đi lạc rồi. Cuối con đường này là tao. Không biết rồi, đi về đi thôi, về đặt online đi về đi. Để chạy tùm lum lạc chứ. Kế bên đây là đường
Lê Nhân Khương. Cái nào mai đường Lê Nhân Khương? Đúng rồi, hết đường Trần Thị Cờ là tới. Đối diện. Đi ra hết đường Trần Thị Cờ là tới. Trời đất ơi. Ủa, có gì nãy giờ chưa tới nữa vậy? Lạc rồi. Lạc rồi, chứ nãy giờ nó về tới dưới Bình Thạnh luôn. Cái dịch quay thì nó đúng ra thì mỗi người mỗi ý đó nha ha. Có người thích ăn dịch quay, có người thích ăn dịch nướng, nhưng mình thì thích ăn dịch quay hơn, nó nướng thì nó khô hơn. Thì mỗi người mỗi ý mà. Mình thì dịch quay thì nó thấy nó béo hơn, nó mềm hơn. Đúng rồi, nó khô như dịch nướng. Dịch quay ăn hết nướng kho lại nó tỉnh. Nướng quay hết mỡ rồi. Cái này kho lại cà chua đúng không? Kho cà chua cũng được. Kho cà chua cũng được, ăn không không. Thôi nước dừa, đúng không? Nước mà nướng nó khô heo à, gà nướng cũng vậy. Mà chính người mình thấy có người đó, có người ta không ăn được quay. Cái này là cái gì là nấm mèo. Nấm mèo. Kìa giống si này kìa. Giống ăn đi, ăn có miếng vậy. Cắn ăn luôn. Chài nhẹ cho anh chín rồi. Thôi ăn đi, cơm gà kìa nghỉ. Nghỉ đâu cho anh. Anh biết cái mít cái nồng quá thế này mà. Thôi không ăn đi. Đâu cay mà. Đâu cay đâu. Tưởng ra nóng chứ không lạnh. Lạnh nó giòn. Lạnh nó giòn. Giống như con gà nóng nó mềm phừ à. Trời. Con gà mình nấu cháo đúng không? Mình ăn gà mình gà mình nấu cháo á. Mình vớt ở trong da mình bây giờ vớt ra rồi cái mình bỏ vô nước đá nó ăn nó giòn. Nó giòn, vớt ra nó giòn. Đó, đúng rồi. Nó giòn. Vớt rồi, vớt nhau cái đá rồi đó. Nó đá trước cho mình làm sao á. Vô quên đến nãy. Đúng là giang nhậu nãy giờ quên. Chưa có miếng nào. Vô ăn không? Vô ăn không mà quên. Chưa có miếng nào luôn. Dạ. Mà ở nhà nãy giờ đúng giang nhậu luôn. Để cho khách nãy giờ luôn lo ăn không mà cắm quên uống miếng không uống chưa uống hớp nào luôn. Chín rồi, sắp chín rồi, xíu nha. Ừ. Nướng gì vậy hả? Dạ đâu có, em luộc miếng gà cho mấy đứa. Còn mấy bé nhà mình là một con nữa nha, nhiều lắm á. Tại dân phải chia ra hai nhóm. Người ta nhóm trước luôn, mấy tụi nó nhóm sau cho để luôn ra. Là nó tùm lum nó chịu không nổi. Xây dựng nó ra ngoài. Ủa tưởng nấy à nó đi với Lâm. An đi với Lâm mà hai đứa đều không được hết chơi. Nãy em phải chuyển chỗ đó cho nó rồi. Cái con không có vô con. Cho hai đứa một đường chung đi. Ủa là có ngang nó chị được mà. Có ba hai đứa được vậy. Nghe còn nổi tiếng mà nó. Đó. Đi không phải chấp hai một đường. Nghe nha. Nó còn làm cho cái kiếm nữa mà nay cái xé đứt thì còn dây kiếm rồi. Đây. Đây. Thôi anh lên chứ không hết. Quá rồi. Được nè. Lấy
cho làm chỗ bé. Ăn mạnh lên. Cái nhỏ không qua rồi hả? Để quá thì mà. Ai cũng ăn hả? Ý là mình ăn để quá hả? Nó ăn hoài rồi cũng ăn để. Lại thì em biết rồi. Nó béo quá vậy? Ngon. Vậy này ăn ngon đây. Ngon hả? Ừ. Con bà tư nói gì không? Dạ. Con bà tư nói gì không? Cái hiểu á. Dạ có. Dạ nhà cho em. Mấy cứ mở cửa sắp tàu rồi. Nó ghê à? Sáng này cũng xuất hàng. Cái này cái gia vị cũng ngon lắm. Cái da nó mềm, nó béo ngon. Gia vị cũng ngon. Lâu lắm rồi, từ hồi lâu lắm rồi mới ăn được quay lại. Chứ hồi đó về ăn thịt nướng không à. Cho nó đỡ mỡ lắm. Con thích ăn cái nước chấm rồi. Chấm hả? Cái đó ăn không hết, con bỏ cho con kho lại cũng ngon. Bỏ thêm miếng nếu mà... Nó ướp đỉnh cấp quá. Giờ tụi mình ướp đỉnh cấp. Ba ơi! Ra! Ra! Rồi để ba rượu ba lo không hết luôn. Để mày cho ba một thịt nữa nha. Sao vậy? Mày ăn chứ. Thịt hết rồi, không còn thịt đâu. Mày ăn thử này đi con. Không cay đâu, nữ ngon lắm. Ba ăn hết trong chén hả? Em bỏ vô cái chén khô nữa nè. Cái chén này chén kế của anh kìa. Chén kế? Ừ. Anh thử dễ ăn mà, đâu có gì đâu. Mít nó phái mà. Ở bữa làm gấp mấy lần cái này bắp sao không kỹ thôi nào cũng gà luôn à sao cũng gà nhiều lắm ăn thâu ở nhà thắng nhà thay đi nhà trường à đập bắp á ngày nay ngày mai nó đi học rồi anh nào ngồi chơi cũng ăn xong chứ nhà phòng mình cũng chết chứ anh không ngồi nhà mình ngồi thứ hai là em đi nhập học rồi đó chị, bắt đầu học rồi đó. Anh Dũng. Ừ. Nghe thằng cá đáng đừng sợ. Cá đáng thì con. Thôi ăn bữa mà học biết chữ. Học thì tập thôi, học thì để tạ. Dạ. Yeah. Hỏi luôn nha, con có hàng không? Không muốn xe thì chị. Ngon một cây. Em đi nhé. Ngon một cây. Được. Ớt và gà ớt. Em đang đi học học cái ngày à. Là buổi sáng. Cây đúng không? Mới tiêu mới cây nhưng mà sao không cây nữa. Đây là cây đỏ được quay. Ngon ghê luôn á. Quay cho mẹ. Nghe cầu đỏ nghe cái nha. Cầu đỏ nha Xuân Quỳnh. Cầu đỏ đâu biết ai cầu đỏ là cầu vàng. Cầu đỏ đường lên Đăng Lâm thuộc 13 quận Bình Thạnh. Không phải. Để xuống dưới Nghệ Tĩnh. Phải đừng có xí quay quên. Ba cầu đó là Xuân Quỳnh. Giờ là người Mỹ Xí. Hay là người Mỹ Xí cho bọn. Vịt ngu, vịt heo quay, trung đời cái này là ngon. Vịt nướng. Dưới ngon tở mỡ. Xá xíu thôi, sáng không có mua nửa tí xá xíu thôi cho tụi nó chi cơm đó mà. Nhiều quá thì cứ chi. Sao có hạt ăn được đúng không? Nè uống nước vô con. Như dở, nhà em nấu ăn là ăn không có đổ nấu cay được. Có chị này là vậy là cay rồi hả? Vậy là cay rồi nó không ăn được. Vậy thì chắc ăn cay dở. Vậy là đâu ăn cái gì rồi vậy? Vậy là về miền Trung thì ngon nó luôn á. Mình thấy ngon mà chỉ ăn cho coi. Ăn mấy đứa ngon mà miền Trung kia. Ăn ở trong nhà. Nó mình cũng sợ. Vậy thì cái nạc mà nó cho ăn. Quay. Mấy chị vậy á mà bánh. Dạ ăn ngon chứ. Bánh tráng trộn á chị ăn cho ăn coi. Chỗ nào bông rác nó xíu. Cái da nó cắt. Cái da nó béo ngon ghê hả? Chỗ nào cũng xích xa cho ăn cho được thôi. Nó vừa béo mà nó vừa thấm cho chị. Không ăn lúc trước nó ăn cay cái được cay. Giờ trời nó ăn qua cái nấm đậu mình đưa cho chị nó nổi. Cay lắm, nấm đậu nó tự cái nó ăn luôn. Sáng nay chú nói chú Ngô mang đồ lên là nó nấm đậu cho chú lo cho mấy con. Xì với bà chú mua luôn. Nhà chú có không như vậy? Chú có chậm không? Không phải. Tự nhiên ơi, họ hỏi bà con cô đâu đưa cho khách. Họ làm như vậy là ngon hả? Không ăn được những chai cái chuột. Nếu phải cái này là cái chuột. Ngon á. Chuột á. Chuột sao? Không, bộ lòng bỏ riêng ra. Bộ lòng bánh nha. Tôi chỉ quay là bộ lòng đi. Bộ lòng là bán riêng. Hồi nãy họ mua bộ lòng không? Tại em không biết ai ăn em mua.
Cái vô trường không có mà bộ đồng lắm chứ. Ngon ghê. Nè, có nước này vô. Không ngon, thì quay ngon. Đây con phải thử nhẹ thôi, không được thì bắt nước này. Tốt gì vậy? Dứt sạch tiếp. Cái hả? Chị này mình không có thêm gì đó. Được đó. Dạ. Cho Sơn không? Anh Sơn đi ăn cơm chứ không nhận sướng. đi ăn cơm đó sướng nhất. Cứ bà nội là của mình, khỏi mình chứ. Cứ ngồi đó là mở qua. Cái gì có mở là tự động, chụp dĩa có. Ngồi đó, Duy ngồi gần nó sướng lắm. Diễn bả cho nó cắn cho mở sức cho mày. Khỏe hết. Quá lạ. Quá nhiều mất hả? Ừ. Nhiều quá. Không mà con dịch này không nhận bản cấp thể không á. Chắc mình trên đây môi. Chắc. Còn em có ở dưới đó nó quay ào ào luôn. Thấy trên đây nó treo có hai bà con trên đó. Trên đây môi chém á. Trên đây nó cho anh ăn luôn. Nó hàng nó mua á. Nó xếp hàng nó mua á. Mình đây đọc á. Nó có đọc. Anh ăn ở nhà là ít cái kia phân biệt mà là ngon dở lắm. Thiệt lắm. Mấy hàng mà giết thằng tài á. Ít cái phần việc ngon dở nhưng mà nhìn thấy ngon thiệt. Dịnh đây nó làm hôi hôi. Dùng tàu có dịch cỏ nữa. Dịnh cỏ nó hơi dai hơn này. Nó không mềm mà ngon. Cái dũng tàu phải ăn cái đó. Cái đường dịch cỏ nữa. Cái dịch cỏ nữa. Cái dịch cỏ nữa. Cái dịch cỏ nữa. Cái dịch là một cái tốt chất quan trọng nhất. Cái dịch từ tiêu dùng nữa. Thấy không? Chất lượng con dịch. Trong một cách ướp, cách quay. Dịch có đạt sai, đạt chân là khó ha. Chờ nó ăn tự nhiên nên định vậy. Cái nó nóng mà mang rồi. Mà không chơi. Thì nó mang lạnh chứ. Nó chịu nóng rồi nha mẹ đẻ. Nó nóng rồi mẹ cho ăn. Nó giòn. Nó mát rồi mẹ. Nó không có giòn. Nó mát rồi mẹ. Nhưng mà nó bắt mà phải vậy chứ. Từ đó giờ cũng chưa ăn luôn. Ăn Nó phải giòn xong rồi chín chín mềm thì nó nhũn chứ nóng rồi nó nóng rồi cái da của nó mềm mềm được. Vậy mình xin khép clip lại đây cả nhà ha. Thì gia đình mình chỉ ba gia đình này chỉ có nhiêu đây vui chơi, còn hai đứa nhỏ thì nó đi chưa kịp về. Cả nhà mình thấy gắn gắn hai đứa nhỏ là nó đi mua đồ ăn riêng gắn một chỗ nó cả nhà. Thì gia đình mình nói chung là chỉ có nhiêu đây vui chơi, nhiêu đây lâu lâu rồi gặp họp nhau một lần. Cảm ơn cả nhà mình đã xem video clip ủng hộ cho gia đình mình ha. Nghi nó khóc. Mê nó cảm động nó khóc. Nghi nó cay cả nhà, nó khóc gì ớt á. Nó khóc nhưng mà nó khóc gì ớt á. Ớt cái gà sả tắc á. Thôi vậy cuối clip thì xin chúc sức khỏe cho cả nhà mình nha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Các ba cả nhà mình nha. Các bạn cả nhà mình nha. Nha, bác Thanh ơi. Vàng ăn dịch quay luôn nè cả nhà. Nhưng mà lượm mình không cho ăn nha. Lượm thì ăn chứ ăn ba tê thôi cả nhà ha. Tông nghiệp lượm cái sai cho lượm miếng ta. Sai. Nó bón lắm, ăn cái thứ này nó bón thịt nạt á. Có phải vệ sinh làm sẵn đó. Lượm tông nghiệp quá, ăn con món hay món ăn tới luôn hoài. Vàng ăn quay. Quay là tìm mới cho nó ăn. Có tiền không? Không tiền. Có tiền nãy ăn thịt gà, có tiền không ăn đó không ăn nãy. Tay vệ sinh làm gà. Có tay vệ sinh làm sẵn đợi chưa? Không, cái gì mà ăn hả? Ăn tất cả, ăn cả thế giới. Ăn tất cả là cái gì? Tóc tai chỉ giải dắt bị ăn hết, ăn cả thế giới. Có hai anh em đó, ở nhà có hai anh em được, hai anh em ở đây á, có dính mặt xương quần là hai anh em đó. Xin đừng ra ngủ, quay qua cho xin đừng ngủ. Đó. Biết ngủ đâu ngủ. Dạ ăn ngon lành luôn. Dạ ăn rồi đi ra một cái rồi nó chén nó sụp mất. Ăn đi, có sức là hồi chơi với lúc cây nha. Ăn đi. Dạ cái lông nó đẹp lắm, lúc mà nó giận lên hay không? Nó giận lên cái lông nó đẹp kia luôn. Từ từ. Từ từ. Từ từ. Tỉ, ông mũi qua đây.
đẩy qua bên kia kìa. Đẩy qua ai mà mũi qua đây. Đẩy qua đó đó, đúng rồi. Đẩy qua đó đó, bụi. Ly. Đó. Mũi nè, sao con ly vòng vòng hoài vậy? Để đi, để hồi đứa em hết cho nó đi liếm. Hồi ly ăn ký thế luôn nha. Hết luôn ly. Nó bây giờ bắt trớn rồi đó, ăn cho thấy, ăn lẹ lắm. Ăn xong hết luôn rồi. Hả? Bắt trớn xong hết luôn trớn rồi. Nó. Trời ơi. Đi vòng 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 nãy rồi ăn chắc ăn trước ăn sau mà ăn hết luôn rồi. Nè, không rồi cả nhà ha. Nè, không xé ra hết nè, không. Còn một chân chỗ chùi chân rồi ăn. Nó ăn trước người ta luôn á. Hồi nãy giờ đi giờ dẹo 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 giờ ăn trước người ta luôn kìa. Đang bụi gì vậy bụi? Hết rồi hả? Bụi hết. Hết rồi, rồi hết rồi, hết rồi. Còn miếng mình luôn kìa. Hết luôn rồi. Nè. Hết luôn rồi nè. Tỷ hết luôn rồi. Mà hỏi lụm mà, rồi bụi lụm luôn. Sao đâu, không mũi vé cái gì. Hết luôn rồi đó. Còn một miếng hay ngay chỗ xoay chùa hẳn đó, yên đi, là miếng luôn đó, nó cong ra đó để dành vậy kìa. Rồi hết luôn rồi đó, hết luôn rồi đó. Rồi xong, thì thấy không còn. Rồi xong luôn đó nha, hết rồi đó. Xé nhị, hết xương, hết đồ ra. Được rồi, mấy cái ngon nhất rồi, cho tụi nói. Rồi, cảm ơn mẹ nuôi các bé, dành cho các bé một bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn mẹ nuôi các bé rất là nhiều nha. Ăn vậy sao mẹ nuôi con nhìn thấy cái miệng con ăn được. Sạch bách hết. Lúc đầu làm eo hồi. Rồi sao? Rồi xong. Sạch vậy hả? Sạch. Sạch thấy không còn mấy nào đó. Lúc đầu nó vậy đó, mũi nó có tính. Mũi ơi. Mũi ơi. Nó không ăn, nó có nhai. Rồi đó rồi. Có một cái bạn nào vô đặt nó là trưa quốc giới.